chứ giờ chơi mình đi đâu đẹp đâu có nói đỡ. Nhưng vậy á, thấy cắt cái căn chắc biệt thự quá. Thank you.
chủ. Mà nhân có một cái là anh là như biết chữ, anh giỏi biết chữ tốt tốt là anh khỏe hơn những người biết chữ. Không, mày có tốt không? Không, sau này á anh ơi. Sau này có tốt chứ, không, cái đời mày giờ nó đến 12 còn cái thời tao á. Cái thời tao á thì nó không có cần mười mấy hết trơn. Mà nhân có cái là nó lo nó cũng dấn thấy anh mà biết chữ chữ tên mà đẹp đẹp, nó bắt anh bỏ lại làm nhân phẩm. Tốt,
hết bão rồi, bắt đầu nắng cho mà thấy được nè. Thank you.
Thôi mua cho hai mấy chị đi. Vậy mua thôi với đại chứ hai đó. Ừ, nha, mua ra mua lại.
quay cũng ngon đấy.
chị. Thank you.
Chín giờ
Còn lần nữa hả gì? Còn một đường nữa hả gì? Ba đường nữa.
giờ ông dở tao coi cái bài nhỏ tao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thì già đó, sợ con có lo, lo nghe nợ nợ thì lo để là hỏi đó không, có bị nợ không? Con nợ hai mấy triệu mà nợ đâu lãi, nợ bạn, nợ làm ăn phải hỏi gầu á, nó nói trời ơi có gì đâu.